Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình có một yêu cầu nho nhỏ thế này, mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, cũng coi như là để ủng hộ mình để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello mấy con nhái nha, mình sẽ tổng hợp các bạn con nhái nha. Đi đây chơi qua khoảng 4 phút thôi xin ạ, giống lòng rồi này. Dạ. Để mấy như này dùng cũng kiểu như là dùng mấy video ấy thôi. Kiểu hai video một đấy. Nói chuyện điếu ngay ngay mà bật phải cái mặt anh ấy vậy này, tại Long Tô mò nó ấy thôi, bây giờ khoảng chiều thôi. Ừ. Bây giờ ông ngồi chăm chỉ Tô mò một lúc đi, xong những chiều ấy lúc mà gần 6 giờ đấy thì nhà mình chơi game gọi là lúc 5:30 nha, chơi game nửa tiếng rồi lại đi về chiều 3:5 là 7:5 là hôm qua với hôm kia là 10:30, bây giờ cũng thế. Còn hôm nay thì là bây giờ đến 6 giờ đúng không? Thì là 4 tiếng thì là cộng cộng là 7:30. Lúc sáng là có 3:30 tại vì lúc sáng đi từ 7 giờ, không phải là 7:30. Sáng là mấy giờ? 3:30. Ừ, 3:30 sáng. Chiều thì là 4 tiếng. Chiều là 4 tiếng, tối 2:30 nên là 9:30. 7:30 thì mấy? Đó là 10 tiếng, là 10 tiếng. Ui, 10 tiếng thì nhưng mà phải là đến 10:30 cơ cũng đến thế. Tính tính 10 giờ. Ừ thì kệ, đến 10:30 cũng được, mình một lần mình một giờ cũng được. Tại Long phải qua hết cái đống này, gọi là Long phải cho trắng máy luôn nữa. Long phải kè bằng được trắng máy. Trắng máy thôi, trắng hơn nó ta lại gọi. Bắt ta lại gọi. Gọi cho mà hai hôm nọ hôm qua hôm kia đã lần gọi. À, Sơn nó gọi đấy không, Sơn Long này. Mẹ chưa ấy ngủ là bà nhà nó nhưng mà tối hôm nào hay chi trưa hay hôm nào nhỉ? À tối. Tối hôm qua hôm kia đó thì lúc hôm qua kia là nhà xong bố rất gọi đấy, rất gọi Sơn đầu đấy. Lúc đang làm máy tính ấy. Đây là vẫn chưa hiểu cái này dùng để làm gì này. Cấm nhá là... Nó về sạc pin này gì nhưng mà sạc pin ở đây rồi. Chói. Mà sao đèn ấy, cái đồ mà... Thế này. Có cả đèn. Xịn mà. Đây xịn người ta mới có. Chưa được phút à? Thôi tiếp. Ông Toàn không biết tôi màu và tôi như điên. Nhưng mà nghỉ hè lúc nào cũng đi nè nhỉ. Này, nghỉ hè làm khoảng 7 + 2 là bao nhiêu? 9. Nhiều thế. Không, ý ông là sáng thì làm căng một tí, 4 tiếng. Chiều làm 1:30. Tối 2:30. Là tròn 10, mỗi ngày 10 tiếng thôi. Là 300, là 300, và 300 lên 2 tả là bằng bao nhiêu? Nhiều bit. 24 à? 24 với thai. 62 là bằng... Cái này 200 tiếng, 200 tiếng không? Ít, nếu. Chưa. Chưa. Cái lòng phải 250. 250.
Long không phải nhiều thứ nhất, anh Thành nhiều thứ nhất kìa. Xong đến anh chơi đến Long. Ôi, ra tao vượt đó rồi. Biết rồi, thì ai bảo hơn như nhảy được. Tí là bị bảo là đang kêu là anh Thành nhảy anh chơi nhất cho đến được Long. Thì bảo tại đây anh Long Long ý là anh chơi nhất cho đến Thành đến được Long. Đang bảo thế.